Bầu trời hôm nay quá đẹp luôn. Mưa tối hơi nóng không có gió à bay ơi. Xinh nhở? 500 là 54 520 300. Ê cái này cũng rộng này. Cái gì đấy? Cái này rộng. Cái này đẹp. Cái này cũng đẹp. Cái này 2 ngăn. Đây. Đây có camera men rồi. Chúng ta sẽ cố gắng là không tiêu tiền, nhưng cô ta đã bị cám dỗ bởi đôi này. Nhưng mà đôi này xinh mà. Xinh đấy. Cái này mùi hơi thuốc. Cái này mùi hơi thuốc. Em để yên để cô Hằng ngửi để mua cho đã xem nào. Tí nữa rồi em ấy này. Cái này ok này. Cái này. Cái này nam ok này. Ê cái này thơm này. Cái này nam nó hệ hơn. Cái này nam nó hơn này. Thế mua cái đấy nào đi. Để cô Hằng xem nào. Cái này ngọt, cái này mùi của ấy quá, mùi kẹo. Của trẻ quá. Trẻ. Cái này ok được. Cái hộp to thôi chứ cái chai không to. Cái chai giống chai rượu. Cái chai giống chai rượu. Còn chai nữa không? Cho cháu chú, cho cô Hằng một chai. Cho em một chai. Bố, mình đã đứng như thế này rồi, hai cô cháu sắp thế này rồi mà nó ông ấy không mua cho mình gì cả. Trong khi hai cô cháu mình đi xách đồ cho đồ này nọ. Đâu có xách đâu, toàn là tờ xách hộ đây làm gì mà. Đâu gì ngồi xong nãy giờ bên kia ngồi rất là nghiêm chỉnh. Sau lại còn một hai chai. Lại còn đi tư vấn cho đồ này nọ. Thật bao nhiêu chất xám và trí não rồi. Không không. Ở trong này tôi là người không mua gì cả. Nhìn mua gương em, nhìn mua gương. I hate 72. Khi tôi phân vân đến người thứ 3 rồi. Nói chung là đến người thứ 3 rồi vẫn phân vân. Nên là tôi đã chọn cách là quay. Oh, thank you. Have a good day guys. Thank you. Cái gì đẹp này? Ôi đồ trẻ con xinh quá, giảm 20% nữa. Oh,
Tao định quay mày nhưng mà mày thấp quá, mày không lọt vào cái gương luôn. Đấy, trời ơi. Đấy, nó mua được đôi giày. Đôi giày đầu tiên. Đấy, giờ ngắn là tối 8 giờ.